Ngày 15, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần luôn hiện diện, ước mong rằng chúng ta nhận ra Ngài trong những gì được xem là riêng tư nhất của chúng ta. Và chúng ta luôn ở trong Ngài, đắm chìm trong sự bao bọc của Ngài. Ngài bảo vệ và đưa chúng ta ở lại vĩnh viễn trong Ngài. Ngài đầy tràn không gian, thời gian và ở mọi nơi, và chúng ta không thể nào ở bên ngoài Ngài hoặc lẩn tránh sự hiện diện vĩnh viễn của Ngài. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắc cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Tuy nhiên, một người với lý trí của mình có thể nhận ra rằng Chúa Thánh Thần đang hiện diện, rằng Thiên Chúa đang ở đó, nhưng trái tim họ không thực hiện cuộc giao tiếp với Ngài vì sợ sệt hoặc từ chối Ngài, hoặc vì động lực nào đó họ muốn lẩn tránh Ngài. Vì thế, chúng ta cần thưa chuyện với Chúa Thánh Thần về những sợ hãi đó và xin Ngài chữa lành chúng, để nhờ đó chúng ta có thể trao phó toàn bộ con người mình, tràn đầy lòng tín thác và biết ơn, tất cả ước mong và nhu cầu trong tình yêu vô hạn của Ngài.